thành phố Hồ Chí Minh Phạm Phong Phú, chủ phòng trà ở quận Tân Bình, thuê 20 gian hồ ném mắm tôm, chất bẩn, bỏ dán vào phở. Buộc chủ quán phở hòa trả nợ thay con rể. Ngày 28 tháng 2, Phạm Phong Phú 48 tuổi, Khương Đình Đồng, 29 tuổi cùng ba đàn em khác bị công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị viện kiểm sát cùng cấp truy tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đây là băng giang hồ nhiều lần tạc sơn, mắm tôm tiệm phở Hòa Pasteur ở quận Ba hồi giữa năm ngoái. Liên quan đến vụ án, Trần Anh Tuấn con rể chủ quán phở Hòa Pasteur bị đề nghị truy tố về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Phạm Phong Phú tại cơ quan điều tra, ảnh, công an cung cấp. Theo kết luận điều tra, Phú làm chủ phòng trà ở quận Tân Bình, còn Tuấn là khách quen. Sau thời gian thân thiết, Tuấn làm giả giấy tờ ba ô tô Mercedes S350, Lexus RX350, Audi Q7, sau đó nhờ Phú và Khương Đình Đồng, nhân viên giữ xe bảo lãnh cầm cố, thế chấp ở nhiều nơi. Đầu năm 2019, Tuấn vay Phú 3,5 tỷ đồng với lãi suất 12-15% mỗi tháng để làm ăn. Giữa năm đó kẹt tiền, ông ta nhờ Đồng đứng ra bảo lãnh vay 200 triệu của người khác với lãi suất 4% mỗi ngày. Chỉ đóng lãi được vài ngày, Tuấn lánh mặt, tắt điện thoại khiến Đồng không thể liên lạc, phải trả nợ thay. Đồng đến nhà Tuấn tìm nhưng không gặp nên đến quán phở Hòa Pasteur, gia đình vợ Tuấn yêu cầu họ trả nợ. Không đòi được tiền, anh ta về bàn với Phú tìm cách đòi cả hai khoản nợ. Ông chủ phòng trà chỉ đạo Đồng cùng nhiều đàn em 8 lần tạc sơn, mắm tôm, chất bẩn vào quán phở Hòa để khủng bố tinh thần gia đình vợ Tuấn, buộc họ phải trả nợ thay. Nhóm giang hồ còn kéo đến ngồi chật quán, bắt chán bỏ vào phở rồi vui cho quán bán thức ăn bẩn, nhằm làm mất uy tín với thực khách và du khách nước ngoài. Bản hiệu quán phở bị ném sơn, ảnh Tùng Linh. Hai ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2019, Phú tiếp tục thuê hơn 20 người kéo đến ném mắm tôm vào tiệm khiến nhiều khách hoảng loạn. Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc điều tra, bắt toàn bộ nhóm giang hồ. Phở Hòa Pasteur được nhiều du khách nước ngoài biết đến từ năm 1968. Quốc Thắng Les Blocs Ice, Oi.